cho các bạn ở đây mình đang có một cái Clear View Standing Cover, một cái phụ kiện dành cho Galaxy Note 9. Thì các bạn sử dụng Note 9, các bạn sử dụng cái này rất là đẹp. Nó có nhiều cái thế để chúng ta có thể dựng cái điện thoại lên. Và ở Việt Nam sẽ bán 4 màu, giống như cái 4 màu mà bán tại Việt Nam. Nhà chúng ta có màu xanh nè, màu đen, màu hồng và màu đồng. Đó, những cái màu này nó rất là đẹp. Thì mình tạm mình để mấy cái này qua một bên để cho các bạn xem cái này thôi. Sẽ lấy cái màu xanh ra, tại vì mình đang có một cái điện thoại màu xanh nằm ở phía đằng sau. Đó, phụ kiện bên trong có cái tài liệu hướng dẫn. Mình chưa hiểu là cái tài liệu hướng dẫn này dùng để làm cái gì. Tại cái này là cái ốp, thì chúng ta chỉ biết đơn giản là ốp được thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Đây, các bạn thấy là chúng ta khi mà chúng ta mở ra như thế này, nó sẽ tìm được rất là nhiều những cái vị trí đứng cho nó. Ở đây có cái 500, để khi mà các bạn để vào nó tự động nó hít nè. Đó, trên, dưới đều có cái 500 để cho nó giữ cái điện thoại này. Và dĩ nhiên cái 500 này nó không làm ảnh hưởng đến cái sóng của chúng ta, bởi vì Samsung họ đã nghiên cứu tất cả những chi tiết này để nó không ảnh hưởng đến cái sóng gọi điện của chúng ta hay là sóng wifi, nó đều không ảnh hưởng. Khi các bạn ốp vào, các bạn để ở phía bên phải trước nha, bấm vô một cái như vậy. Đó, rồi thì nó đã nằm lọt thỏm ở phía bên trong của cái ốp. Và dĩ nhiên cái sao các bạn không ai có ốp mà là một cái cover, thì cái cover này nó làm cho nó chính, cho nên nó cực kỳ vừa vặn và nó tạo ra một cái ánh nhìn rất là tuyệt vời khi mà các bạn cầm lên, nó rất là sang. Ngoài việc đó, nó bảo vệ cho cái điện thoại, nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy là dễ sử dụng hơn, dễ thao tác hơn khi mà chúng ta sử dụng từng ngày. Dù các bạn muốn xem phim, các bạn có thể để như thế này cũng được, hoặc lên giường các bạn có thể để treo này lên trên cái thành giường mà chúng ta xem phim cũng ok, không thành vấn đề. Thì cái này đều có những cái vị trí để chừa những cái cổng kết nối ra, nên các bạn có thể dễ dàng chúng ta cắm dây cũng như là lấy bút ra chúng ta sử dụng. Đó, ốp vào phía đằng sau thì chúng ta vẫn có cái vị trí của cái vân tay. Thì Samsung họ làm rất là tốt trên những phụ kiện của họ, càng ngày họ càng làm càng tốt. Đây, vị trí chúng ta để cái vân tay vào nó khá là lại, đây là một cái mặt phẳng, sau đó họ làm một cái đường lại vô trong cái vị trí nhận vân tay, nên khi mà chúng ta cầm vào và để vào ngón tay, nó không có bị vướng và nó không có làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, không có cho là phải cố gắng chạm cái ngón tay vào con tay, chỉ đơn giản là chúng ta để vào, giống như là có cái ô cover này hay là không có thì chúng ta vẫn có thể chạm rất là dễ dàng. Ở đây có cái vị trí của cái phím nguồn, bạn có thể bấm kích hoạt cái máy lên từ đây. Và ở phía đằng trước này nó là một cái mặt màn hình, các bạn thấy là nó hơi đục một tí, là nhìn xuyên qua không có xuyên qua được, nhưng mà khi mà nó hiển thị lên trên cái màn hình thì ở phía bên trên này do màn hình AMOLED nó sẽ có cái tính năng Always On, cho nên khi mà các bạn nhìn lên chúng ta thấy được những cái chi tiết hiển thị ở trên cái màn hình của cái cover này. Đó, mình tạo ra là cái màn hình của cover, tại vì nó có một cái lớp phủ ở phía bên trong bằng, mình nghĩ ở đây là bằng mica thôi, không phải là bằng kính đâu, nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái sự trong suốt và rất là đẹp cho cái điện thoại của chúng ta. Thì cái sản phẩm này hiện nay đang bán tại Mạng Nguyên với 4 màu và có giá bán 1.350.000. Một cái cover rất là đẹp, sang và tạo ra một cái cách sử dụng mới hơn cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng này. Phụ kiện này nó đã rất là quen thuộc với các bạn rồi, thì chúng ta có thể dựng như thế này để xem phim, đọc báo hoặc là làm việc với một cái bàn phím rời nhỏ gọn của Microsoft chẳng hạn, mình giả dụ như vậy. Thì mọi thông tin chi tiết khác về cái Clear View Standing Cover này, các bạn có thể lên sanguin.vn để xem thêm. Mình đã có cái bài phù hợp ở trên đó để các bạn có thể xem thêm. Còn bây giờ, mình sẽ hẹn các bạn trong một cái video khác nói về những phụ kiện của Note 9 hoặc là những cái video trải nghiệm nhiều tính năng mới của Note 9. Còn bây giờ, xin chào và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.